Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, 11 môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần nói với các ông: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất, vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, kính thưa quý cha và anh chị em trong ban truyền thông. Trong những ngày này, tại Roma đang diễn ra Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, và chủ đề là hướng tới một giáo hội hiệp hành. Để có một giáo hội hiệp hành, hiệp thông tham gia sứ vụ thì không thể thiếu vai trò của truyền thông. Và khi nói đến vai trò của truyền thông công giáo, thì chúng ta cũng có cơ hội để dừng lại, suy niệm về vai trò và trách nhiệm của chúng ta, về cách mà chúng ta, những người công giáo, sử dụng truyền thông. Trong đó có trách nhiệm của những người làm công tác truyền thông và của đại đa số giáo dân, những người sử dụng truyền thông. Hãy đi rao giảng tin mừng khắp thế gian. Cái nhiệm vụ đi khắp tứ phương thiên hạ của các Kitô hữu sẽ không còn thực hiện bằng cách cưỡi lừa vào thành Jerusalem nữa, mà là đi vào những không gian ảo được tạo sẵn thông qua công nghệ kỹ thuật số ngày nay. Trong nền văn hóa kỹ thuật số, cũng như trong mọi thời đại, cái nhiệm vụ của các Kitô hữu vẫn luôn là loan báo tin mừng cho thế giới. Theo dòng lịch sử, thì phương tiện mà giáo hội sử dụng để thi hành sứ mạng loan báo tin mừng đã được hỗ trợ bởi các công nghệ theo từng thời đại. Đối với Thánh Phaolô tông đồ, thì đó là hệ thống đường xá ở La Mã. Đối với thời kỳ cải cách thì đó là máy in. Đối với chúng ta ngày nay thì đó là sức mạnh của Internet, của kỹ thuật số, thứ đang nằm trong tầm tay của gần như tất cả mọi người chúng ta. Làm sao để có thể hữu ích trong việc xây dựng đức tin của mình, để xây dựng sự bình an, sự hiệp nhất trong cộng đoàn của mình, và để không rước vào đời mình những lo lắng, những bất an hay là những hoang mang do truyền thông mang lại. Chúng ta có thể nói rằng Internet đang là món quà quý giá mà Chúa đã ban cho nhân loại chúng ta trong thời đại này. Món quà này đến từ sự khôn ngoan của con người và đến từ nhu cầu muốn nối kết giữa con người với con người trong thời đại kỹ thuật số này. Tuy nhiên, ở cái chiều ngược lại thì cũng cần phải nói về truyền thông và mạng xã hội ở trong thời đại của chúng ta. Không ít người đã gọi truyền thông hiện đại là một vấn nạn.
vấn nạn nó nằm ở chỗ là một phương tiện vô cùng tốt như vậy, mà khi được đặt vào bàn tay của con người thì con người lại sử dụng với nhiều mục đích rất là khác nhau. Có mục đích tốt và cũng có nhiều mục đích xấu. Kết quả là có những thời điểm mà mạng Internet trở nên như một cái bãi chiến trường thượng vàng hạ cám. Có những tin tức tốt lành mang tính xây dựng thì cũng có những tin xấu, tin giả. Những tin tức mang tính phá hoại cũng tràn lan khắp mọi nơi. Kết quả là cái hỗn loạn của thế giới truyền thông đã không giúp cho chúng ta tiếp cận được với những gì thật sự đang diễn ra, mà ngược lại có khi chính các phương tiện truyền thông của thời đại chúng ta lại là một cái nguyên do chủ yếu gây ra chia rẽ và bất an. Có nhiều trường hợp chúng ta thấy truyền thông được sử dụng như là một lưỡi gươm hơn là một khí cụ hòa bình. Trong đời sống giáo hội cũng vậy, càng ngày truyền thông càng đóng một vai trò quan trọng. Chỉ cần ngồi ở nhà của mình, chúng ta có thể theo dõi được nhiều tin tức về giáo hội ở khắp mọi nơi, không chỉ trong giáo xứ hay là giáo phận của mình, qua Facebook, qua YouTube, mà chúng ta có thể nhìn thấy hoặc nghe thấy Đức Giáo Hoàng một cách trực tiếp. Tuy nhiên, trong dòng chảy tin tức về giáo hội, cũng không phải lúc nào những tin tức trên mạng cũng có thể mang đến cho chúng ta sự bình an hay là sự yên tâm, mà có những tin khiến chúng ta phải hoang mang. Có những trang mạng được dựng lên với một cái tên nghe có vẻ như là có đạo, nhưng mà chỉ để khai thác những chuyện giật gân và những điều tiêu cực. Có cả những trang mạng nghe thì là đang tấn công vào đức tin của chúng ta, đang tấn công vào giáo hội hơn là giúp chúng ta lớn lên trong đức tin hay là hướng đến sự hiệp nhất ở trong giáo hội. Từ góc độ của những người sử dụng mạng Internet mỗi ngày, chúng ta có thể đặt ra cho mình câu hỏi này là làm sao để có thể dùng mạng xã hội đúng cách, theo hướng có thể giúp cho đời sống đức tin của chúng ta lớn lên và giúp cho chúng ta xây dựng một xã hội hay là một giáo hội tốt đẹp. Thì chúng ta cứ thử nhìn lại một mẩu chuyện nhỏ ở trong Kinh Thánh thôi để thấy những điều chúng ta nên làm hoặc là những điều chúng ta không nên làm. Kinh Thánh kể với chúng ta rằng cái bi kịch của toàn nhân loại nó bắt đầu với một cuộc truyền thông sai lệch. Tác nhân cố tình đưa cái tin sai lệch để hủy hoại con người, đó là con rắn. Con rắn là biểu tượng của sự lươn lẹo, của sự ác. Và sách Sáng Thế kể rằng sau khi đã tạo dựng con người và trời đất muôn vật thì Thiên Chúa đặt con người vào vườn địa đàng, cho con người một thứ, đó là được toàn quyền sử dụng mọi cây cối, trái cây ở trong vườn. Và Thiên Chúa phán thế này: hết mọi trái cây ở trong vườn thì các ngươi đều được ăn, nhưng mà trái của cây biết điều thiện, điều ác thì các ngươi không được ăn, bởi vì ngày nào các ngươi ăn thì chắc chắn các ngươi sẽ phải chết. Trong lời của Thiên Chúa chúng ta thấy có hai phần rất là rõ. Thứ nhất là phần của ân sủng. Thiên Chúa ban cho con người hầu như tất cả mọi thứ, tất cả mọi trái cây trong vườn để con người được sống và được thấy tình thương của Thiên Chúa dành cho mình. Rồi cái phần thứ hai trong lời của Thiên Chúa là phần huấn luyện. Chỉ trừ một cây ở giữa vườn là không được ăn. Huấn luyện tức là để cho con người biết rằng mình là thụ tạo, có nhiều giới hạn, chứ mình không phải là Thiên Chúa. Cái việc huấn luyện này giúp cho con người sống và bày tỏ cái lòng kính sợ, biết vâng lời Thiên Chúa. Thế nhưng cái câu Chúa phán như vậy được con rắn ghi âm lại, rồi sau đó rỉ tai với bà Eva. Và con rắn hỏi bà đó như thế này: có phải Thiên Chúa bảo các ngươi không được ăn hết tất cả mọi thứ trái cây ở trong vườn này không? Nghe có vẻ giống giống như lời Chúa nói, nhưng mà nghe kỹ lại thì chúng ta mới thấy nó đi ngược lại. Là bởi vì hình ảnh của một Thiên Chúa sáng tạo rất là quảng đại, đặt mọi thứ vào bàn tay của con người,
thì bây giờ qua miệng của con rắn bị lật ngược lại thành một Thiên Chúa keo kiệt. Và đó là chiến thuật lắt léo của con rắn. Và trước cái chiến thuật đó thì bà Eva cá tin đến độ để cho mình sập bẫy của con rắn, nghe theo một truyền thông sai lệch. Cái chiến thuật đó được áp dụng rất là nhiều bởi truyền thông của ngày hôm nay. Một tin đúng được cạo sửa để thành tin sai. Vậy thì làm sao để chúng ta không bị rơi vào tình cảnh của bà Eva? Làm sao để chúng ta không bị sập bẫy của con rắn? Có dấu hiệu nào để giúp chúng ta có thể nhận diện được cái nguy hiểm, hay là có cách nào để giúp chúng ta không bị sập bẫy bởi những kiểu tuyên truyền thông có hại cho đức tin của mình hay không? Xin kể ra đây một vài cái dấu hiệu rất là đơn sơ, rất là cụ thể và dễ thấy mà chúng ta nên để ý. Trước hết đó là ngôn từ được sử dụng ở trong truyền thông. Để có thể truyền thông tin tức thì người ta phải sử dụng ngôn từ, tức là phải sử dụng lời nói, phải sử dụng hình ảnh, phải sử dụng những lối diễn đạt. Một trang mạng có đáng tin cậy hay không thì cái thứ nhất chúng ta nên dựa vào đó là từ ngữ mà trang mạng đó sử dụng. Chúng ta biết rằng một trong những vấn đề nhức nhối của mạng xã hội ngày hôm nay đó là việc lạm dụng ngôn từ. Những trang mạng chạy đua theo thành tích, đặt mục đích ở việc là phải làm sao câu cho được thật nhiều người quan tâm, thì cái dấu hiệu đầu tiên của những trang mạng đó là sẽ rất thích dùng những ngôn từ đao to búa lớn, dùng những từ ngữ ở mức độ cực hấp dẫn để câu khách, để câu view. Khi chúng ta gặp những tiêu đề như vậy ở trên mạng thì chúng ta nên biết rằng cái mục đích mà người ta muốn đó là chỉ đơn giản là thu hút được sự chú ý, tò mò của quần chúng. Cái mà người ta chờ chỉ đơn giản là thành tích, là cái số lượng người xem. Mỗi cái click chuột của chúng ta có thể mang lại cho họ một chút lợi nhuận nào đó về kinh tế, về uy tín. Nhưng mà khi chúng ta click chuột vào những trang như vậy thì có nghĩa là chúng ta đang cộng tác với cái văn hóa giả trá ở trên mạng. Rồi nếu chúng ta để ý hơn thì sẽ thấy cái xu hướng lạm phát ngôn từ này cũng đang ảnh hưởng nhiều trên một số kênh truyền thông của Công giáo hay là một số kênh truyền thông có vẻ là tôn giáo. Dùng nhiều tin tức có xu hướng rất là đời. Chẳng hạn như bây giờ đâu có hiếm khi mà chúng ta thấy những cái tiêu đề chẳng hạn như tin chấn động cả giáo hội, tin cực khủng, tin cực sốc trong giáo hội, hay là những cái kiểu tung tin để mà thu hút người ta. Nó rất là phổ biến hiện nay, như là phép lạ chấn động, hay là tin vui cho toàn giáo hội Việt Nam, giáo hội Việt Nam sắp có hồng y, Đức Giáo Hoàng sắp sang thăm Việt Nam, vân vân. Cái đầu đề nó kêu như vậy, nhưng đọc trong tin tức chẳng thấy có những vấn đề đó tí nào hết. Rồi như là một số những cái album nhạc rất là đơn sơ, được người ta đặt tên là tuyệt đỉnh thánh ca hay nhất mọi thời đại. Cái chữ tuyệt đỉnh liệu có thể đi đôi với chữ thánh ca được không? Nếu thánh ca là những bài ca giúp cho chúng ta nên thánh, thì cái chữ tuyệt đỉnh hay là những cái chữ đao to búa lớn mang đầy màu sắc quảng cáo mà người ta tự đặt vào đó có khi sẽ hủy hoại tất cả một cái trang mạng tốt. Và muốn giữ được cái tư cách công giáo của mình thì đâu có cần phải tự đặt vào đó những cái kiểu quảng cáo tự thổi phồng, tự nâng mình lên theo kiểu nhuốm đầy bụi đời như vậy. Cũng như vậy, chúng ta thường thấy những cái kiểu quảng cáo giật gân như là bài giảng hay nhất mọi thời đại, bài giảng tuyệt vời nhất, bài giảng làm rung động hàng triệu trái tim, vân vân. Chắc chắn khi các cha giảng, các cha chẳng bao giờ có cái tham vọng là mình sẽ giảng một bài hay nhất mọi thời đại đâu. Các cha cũng chẳng bao giờ mơ thấy chuyện là người ta nghe giảng xong thì người ta sẽ tung hô mình lên như vậy đâu.
Nhưng mà chính những người làm truyền thông bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cái kiểu truyền thông của đời, của thế tục. Họ nhắm ở thành tích, nhắm ở lợi nhuận, cho nên đặt vào đó những cái tiêu đề thổi phồng nghe đầy mùi thế gian như vậy. Đó là một số những cái thí dụ về việc lạm phát ngôn từ, một dấu hiệu để chúng ta nhận dạng và thấy mình cần phải cẩn trọng với những trang truyền thông như vậy. Cũng liên quan đến ngôn ngữ, ngôn từ, thì một trong những dấu hiệu khác cũng rất là dễ nhận diện mà có lẽ chúng ta cũng nên tránh xa, đó là ngôn ngữ phê bình, chỉ trích. Cái việc làm truyền thông bây giờ trở nên rất là dễ dàng, ai cũng có thể có tiếng nói ở trên mạng hết. Và khi cần thì người ta thậm chí có thể livestream hàng giờ đồng hồ chỉ để làm cái việc là phê phán, chửi un sùm lên hết, chửi tất cả mọi người, chửi cả thế giới. Vậy mà cả thế giới vẫn nghe. Có lẽ là vì người ta được nghe chửi đúng với ý của mình, đúng với cái điều mình muốn nói mà mình chưa nói được, mình chưa dám nói. Để xây dựng được sự tử tế, xây dựng được cái văn minh thì rất là khó, nhưng mà để làm lây lan cái sự dung tục và cái xấu thì lại rất là dễ. Với việc sử dụng cái loại ngôn ngữ bạo lực là dấu hiệu rất rõ người ta đang cộng tác với thần dữ trong việc gieo rắc văn hóa của hận thù, của bạo lực, của chết chóc vào trong thế giới của mình. Trong truyền thông, sử dụng một ngòi bút bất an, một tâm hồn còn bực tức thì không thể nào góp phần vào việc xây dựng một giáo hội bình an, góp phần vào việc truyền giáo, cũng không thể nào giúp chúng ta bước đi trong hành trình xây dựng một giáo hội hiệp hành được. Vì thế mà chúng ta phải rất là cẩn trọng từ góc độ của người sử dụng truyền thông. Cần tập cho mình một số những thói quen đơn giản thì việc sử dụng truyền thông của chúng ta mới có thể hữu ích cho đức tin của mình, cho việc xây dựng giáo hội hiệp hành của mình. Hãy đi rao giảng tin mừng khắp thế gian. Vậy thì phải rao giảng như thế nào? Trong thế giới truyền thông và hệ thống kỹ thuật số đang thay đổi nhanh chóng ngày nay, chúng ta phải đối diện với sự lây lan không ngừng của tin tức giả mạo mỗi ngày như một loại virus mới đầy nguy hiểm. Giáo hội luôn nhắc nhớ chúng ta về giá trị của sự thật và việc làm chứng cho sự thật, cho nên truyền thông cũng phải phục vụ sự thật. Đại dịch COVID không thể bài trừ bằng những phương thức cách ly, khẩu trang, khử khuẩn, vân vân, mà cuối cùng chỉ trừ được bằng vaccine phòng bệnh. Cũng vậy, cái việc ngăn chặn những thông tin giả mạo và tái khám phá phẩm giá của tin tức chỉ có thể thực hiện được bằng việc phổ biến, truyền đạt sự thật. Giáo hội tồn tại không với mục đích nào khác hơn ngoài việc dẫn đưa mọi người đến với Chúa Giêsu, đấng là sự thật, và làm cho mọi người trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài. Bằng cách đó, xưa kia lời đã thành xác phàm, thì ngày nay lời sẽ thành kỹ thuật số và ngự giữa chúng ta.